Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay ngành y tế Đà Nẵng và các quận huyện đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi nhắc lại, nhất là mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Đây là biện pháp quan trọng để nâng cao miễn dịch trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, miễn dịch thì sẽ suy giảm theo thời gian. Trong khi đó thì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong đó có biến thể mới thì đã xâm nhập vào nước ta. Do đó thì việc tiêm chủng mũi nhắc lại lần 1 và lần 2 là rất cần thiết lúc này để có thể bảo vệ bản thân cũng như là cộng đồng. Ghi nhận tại các điểm tiêm chủng được các quận huyện tổ chức những ngày qua cho thấy, người dân đến tiêm mũi nhắc lại bao gồm mũi 3 và mũi 4 ngày càng đông. Mỗi ngày, nhân viên y tế tại các điểm tiêm hỗ trợ từ 100 đến 300 người dân đến tiêm mũi 4 để tăng cường hệ miễn dịch. Công tác tiêm chủng được Trung tâm Y tế các quận, huyện và trạm y tế các phường, xã tổ chức theo đúng quy định của Bộ Y tế, từ khám sàng lọc, tiêm chủng đến theo dõi sau tiêm. Tôi thấy là coi như là cái dịch bệnh này còn kéo dài, còn diễn biến phức tạp. Nên là tôi thấy là giờ tiêm những mũi nhắc lại là riêng bản thân tôi là tôi thấy rất tốt. Và tôi cũng động viên là gia đình là con cháu nó cũng đi tiêm, tiếp tục được tiêm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian qua Sở Y tế Đà Nẵng đã chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương triển khai đồng loạt các kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 với các nhóm đối tượng. Cụ thể, ngành y tế triển khai tiêm cho nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đặc biệt là tiêm mũi nhắc lại lần 2, tức là mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi hy động tất cả các ban ngành, đoàn thể của quận cùng tham gia vào cuộc để mà tham gia tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tiêm chủng bằng nhiều cái hình thức khác nhau, đồng thời tăng cường cái thời lượng cũng như tần suất tuyên truyền đến bà con nhân dân. Đặc biệt là chúng tôi phát huy cái vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, hội chị em phụ nữ các khu dân cư để tham gia vận động bà con nhân dân tiêm chủng trên cái tinh thần là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để đảm bảo mọi người dân đều được tiêm chủng vaccine phòng chống COVID đầy đủ nhất. Thực tế cho thấy hiện độ bao phủ vaccine mũi nhắc lại trên địa bàn Đà Nẵng còn ở mức thấp. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó do dịch được kiểm soát nên người dân có tâm lý chủ quan lơ là. Bên cạnh đó, một số người dân nghe theo các thông tin trên mạng không chính thống cho rằng tiêm vaccine ảnh hưởng tới sức khỏe. Chủ trương, quan điểm vẫn xuyên suốt và nhất quán, đó là sức khỏe của người dân trên hết và trước hết. Đề nghị là cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc để mà tuyên truyền vận động cho nhân dân chúng ta đi tiêm vaccine. Và thực hiện cái chỉ đạo của vị bí thư, cán bộ công chức của chúng ta phải là người gương mẫu trong việc này. Thực tế thời gian qua đã chứng minh vaccine phòng COVID-19 đã rất hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người, giảm khả năng bệnh diễn biến nặng, tránh nhập viện cũng như ngăn ngừa tử vong do COVID-19. Mặc dù COVID-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, virus gây COVID-19 vẫn luôn biến đổi và xuất hiện những biến chủng mới khó lường. Vì vậy, việc tiêm vaccine đúng, đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế là rất cần thiết.